Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Fuku Fantasy, nhận 25 token là Fuku nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì dự án này được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain. Thì hiện tại đang có chương trình iDrop, đó là nó tham gia vào iDrop này chúng ta sẽ nhận được là 25 token. Thì họ đang trong chương trình bán hàng free sale thôi. Thì tổng cộng của nó là 1 triệu nha các bạn. 1 triệu token thôi. Tổng cộng của nó khá là ít. Ok, thì đây cũng là một cái sàn DEX riêng nha các bạn, nó có sàn DEX riêng nhé. Thì cái sàn giao dịch của họ nó hỗ trợ swap những con token chạy trên mạng lưới Binance Smart Chain, cũng tương tự như là cái sàn Bankake Swap thôi. Giá hiện tại của nó là 1 đô cho một token này. Ok, thì để tham gia vào cái airdrop này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó sẽ có giao diện như thế này. Tiếp theo đó thì các bạn ấn nút Don't have account này, Don't have account, sign up now này, chúng ta tiến hành đăng ký nhé. Ok, sau đó thì các bạn tiến hành điền lại thông tin đăng ký như sau. Đầu tiên là name là tên của các bạn này, còn surname là tên họ và tên đệm của các bạn nhé. Ok, các bạn bỏ tên đệm cũng được nhé, các bạn ghi họ thôi, họ với lại tên của bạn thôi. Tiếp theo đó là email, thì các bạn điền lại email của các bạn. Sau đó là mật khẩu, thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu. Sau đó các bạn nút sign up. Ok, thì sau khi các bạn ấn nút sign up xong thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Thì sau khi các bạn ấn nút sign up xong thì các bạn nhớ là các bạn chọn vào phần cái tên email của các bạn này nha. Các bạn nhấn vào cái email của các bạn thì nó sẽ có cái dòng là unlock, các bạn ấn vào nút unlock giúp mình nha. Các bạn ấn vào phần unlock này. Ok. Thì ở trong phần này thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Hình như là hàng chót tham gia đó là 31 tháng 8 này, ngày 5 tháng 9 này. Ngày phát hành phần thưởng là ngày 5 tháng 9, biểu phong phối gì thế nào. Người dân tháng Android sẽ được xác định lúc. Như lại là random nha các bạn, random 2.000 người. Ok, kèo này là kèo random nha các bạn. Ok, thì sau đó các bạn kéo xuống đây, chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào kênh Telegram Group. Các bạn vào đường link này, này t.me này. Ok, sau đó thì chúng ta tiến hành join nhé. Chúng ta tiến hành join vào này. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại trang web. Chúng ta tiếp tục join vào kênh group. Chúng ta tiến hành join này. Sau khi join xong thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây nhé. Đây nè. Các bạn nhớ thêm mã cộng ở trước nhé. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là follow từ Twitter và chia sẻ lời viết. Sau đó điền lại username. Ok, các bạn vào đường link từ Twitter này nhé. Thì trên từ Twitter của dự án các bạn follow theo dõi này. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn nút chia sẻ. Chúng ta chia sẻ là một cách trực tiếp. Các bạn vào retweet từ Twitter lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại với trang Anarop. Các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây. Tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Medium và điền lại link điền lại username Medium. Ok, các bạn ấn vào đường link Medium nhé. Thì trên Medium của dự án các bạn ấn nút follow. Hiện tại thì Medium của nó chưa có bài viết nào đâu các bạn. Các bạn cứ ấn vào nút follow thôi. Ok, sau khi follow xong thì các bạn chọn màu hình đen ở phía góc trên bên tay phải của các bạn này. Sau đó thì các bạn nhấn vào avatar của các bạn. Tiếp theo đó thì các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn nhé. Các bạn copy lại giúp mình. Sau đó các bạn quay trở lại với trang Anarop. Các bạn dán cái username Medium của các bạn vào đây. Ok. Tiếp theo đó là địa chỉ ví Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại trang web. Các bạn dán cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của các bạn vào đây. Ok. Sau đó thì các bạn kiểm tra lại tất cả các thông tin đã điền đầy đủ hết chưa. Sau đó các bạn ấn nút update giúp mình nhé. Các bạn ấn nút update này.
Ok, up Relation Recent này này, có nghĩa là chúng ta đã thành công rồi, chúng ta update thành công rồi. Ok thì về việc unwrap này thì chúng ta sẽ ăn chia nhé. Thì giới hạn là range dâm là 2.000 user win thôi. Giá hiện tại của nó là gần 2 đô các bạn. Thì nếu mà nó range dâm trúng thì nếu mà nó range dâm các bạn trúng thì các bạn sẽ nhận được vào ngày 5 tháng 9 nhé. Ngày 5 tháng 9 nó sẽ phân phối cho các bạn. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là tham gia vào cái unwrap nhận 25 token Fuku đến từ dự án Fuku Financy đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.